Trước khi lao xuống Hồ Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng, trên ô tô 7 chỗ biển số 67A06867 có 4 người. Đến 19 giờ 40 phút ngày 13 tháng 10, lực lượng chức năng tìm thấy 2 thi thể. Phóng viên báo người lao động đang ở hiện trường. Vụ xe ô tô đang rơi xuống Hồ Xuân Hương, ngay khu vực cầu Hưng Đạo nha, đối diện quán cà phê Ngọc Nguyên. Theo thông tin ban đầu là có 4 người trên xe ô tô, hiện tại đã trục vớt được 2 người và còn 2 người đang nằm trong xe. Hiện tại lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt cũng như là tỉnh Lâm Đồng tích cực triển khai cái công tác trục vớt và cứu hộ nha. Tối 13 tháng 10, một chiếc ô tô lao xuống Hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để trục vớt ô tô và tìm kiếm nạn nhân. Thông tin ban đầu cho biết khi lao xuống hồ, trong ô tô này có tất cả 4 người. Khi lao xuống hồ, 2 người thoát được ra ngoài. 2 nạn nhân tử vong, trong đó có một tài xế và một phụ nữ ngồi sau, đều do cài dây an toàn nên không thoát ra được. Đến 20 giờ 21 phút, việc trục vớt và tìm kiếm nạn nhân kết thúc.